Chào mấy anh nha. Thì giờ tiếp tục em sẽ làm clip sơn cái chậu. Sơn chậu chữ nhật 55 với góc 55 và chân quỳ của nó nha mấy anh. Bữa em sơn cái chậu 45 rồi đó và chân của nó đó. Bữa em có lấy thêm cái chậu cái chân 55 nè, thì đổ thử luôn và sơn thử luôn nha mấy anh coi. Chữ nhật với góc nha mấy anh, chậu 55. Đây. Để bữa giờ cũng khô trắng rồi, bây giờ mình vệ sinh ra mình lót kháng kiềm lên thôi nha. Bữa giờ mưa quá đâu có sơn được đâu. Để trong nhà cho nó khô trắng mới sơn được đó chứ. Giờ vệ sinh đi tí rồi. Để khô trắng vậy nha mấy anh, sau rồi mình vệ sinh bề mặt của nó rồi mình mới sơn lên được. Anh làm kỹ thì nó mới tốt được. Mấy anh đừng bỏ qua quy trình công đoạn nữa hết á. Anh cắt bớt quy trình công đoạn thì nó không có bền. Đó, giờ lấy bàn chải chà hết bụi ra. Mấy bụi này là nó gây không có bám dính đâu mấy anh. Nó chỉ là lớp bụi nó bám lên bề mặt cái đó thôi, nên là nó sẽ gây cho mình không bám dính đó. Để vệ sinh kỹ vô. Chậu này cũng chưa biết sơn màu gì, để lót kìm xong rồi ngồi suy nghĩ màu nha. Mấy chậu mà láng láng như vậy thì nên sơn một màu thôi cũng được, cho nó khỏe. Mình sơn hoa văn trang trí thôi. Còn chậu nào mà nó rổ quá thì mình nên khắc phục bằng cách là sơn giả đá hoặc là sơn giả cổ. Chậu này thích thì sơn giả cổ cũng được, quốc màu nhũ đồng cổ á, hoặc là nhũ đồng đen lên cũng được. Xong cái mình sơn màu ở trong rồi mình trang trí nhũ vàng lên hoặc nhũ bạc lên. Chắc chơi giả cổ quá. Ok, để từ từ đi mấy anh, để vệ sinh xong cái nè. Thổi bụi vô sạch đây mấy anh. Đó, lớp xi bụi nó bụi ghê mấy anh. Thôi thổi qua nước rồi đi. Qua mấy ly nước á. Thổi bỏ lớp xi bụi này đi. Thôi mình sơn lót kháng kiềm nữa nè. Chậu này khô trắng đẹp ha mấy anh ha. Láng o luôn. Chậu này đổ cái chân cũng ít bọt. Bữa đổ kỳ nó đổ phụ luôn khúc cuối nó tính lít không. Xi măng nó tính lít đó, nên là nó không bị bọt. Làm như nó nhậu vậy, nó tính lít. Đó, lót kháng kiềm luôn mấy anh ha. Cái chân này cũng tương đối rồi đó mấy anh. Để 100% thì nó hơi khó đạt. Nhưng mà nhiêu đây cũng đẹp rồi, cũng láng lắm rồi. Ở đây sót nè tí, ngay cái chữ góc nè. Đó, sót đó. Lót kháng kiềm này xong á, mấy anh để tầm khoảng 2 tiếng. 2 tiếng sau, rồi mình mới sơn màu lên. Ví dụ mấy anh làm một lọt á, thì mấy anh cứ sơn làm lần 10-15 cái, 20 cái đó, mấy anh chải hết ra. Anh lót kiềm một lượt hết, sau 2 tiếng sau đi màu lại là được. Mấy anh này mà làm lớp lót kiềm này kỹ á, thì sau này mấy anh đi cái lớp sơn nó sẽ bóng. Đối với hệ ok. Còn đối với hệ láng mịn thì phải phủ keo bóng nước. Phủ keo bóng nước thì nó sẽ bóng, nó sẽ không bị hút nữa nhiều nữa. Thì nó sẽ tạo cho cái màng sơn mình nó bóng hơn. Còn mấy anh bỏ qua công đoạn này á, mốt cái sơn phủ mình nó bị hút dữ lắm. Bị hút hao sơn mình không có đúng màu. Và nó không có bóng cái sơn. Và khi mà mình phủ keo bóng nước nó cũng hút bớt đi nữa, nó không được bóng cao á. Nên mấy anh làm đúng quy trình là khi mình phủ bóng nó cũng sẽ bóng cao lắm. Rồi khi nào khô đi thì em sẽ quay tiếp cho mấy anh coi ha. Kiềm nó khô nè mấy anh, nó kiềm nó khô trong suốt mấy anh. Thấy không, nó tạo một lớp nhựa lên nè mấy anh. Đó, bề mặt nhựa trong suốt lên. Giờ mình sẽ sơn màu xanh đen đi mấy anh. Sơn màu xanh đen hệ ok đi. Xanh đen ok mới ra đó. Hệ xanh đen ok nè. Đó, nghe em đang cui á. 139.000 một ký xanh đen nha mấy anh. Lót kiềm ok là 85.000. Còn xanh đen ok là 139.000 ký. Sơn lên nếu mà coi cái nó láng nó đẹp không, một màu coi nó đẹp không, không đẹp thì xíu em sẽ tạo hạt lên. Tạo hạt lên luôn. Xong rồi xíu nữa mình sẽ phối xong. Đó, màu xanh đen, xíu nó khô lại nó màu sẽ khác. Nó giống như màu đá xanh đó mấy anh. Đó, xíu sơn lên đây nè. Nếu mà nó khô lại một màu nó không đẹp thì xíu em sẽ tạo hạt lên. Tạo hạt lên xong rồi ở trong mình sẽ sơn trí bằng, đồng trong mình sẽ trang trí bằng nhũ đồng đen. Xong rồi mình nhấn nhũ nhũ vàng lên. Bụp lên mấy anh ơi. Mưa thì sơn nó cũng lâu khô lắm nha. Em thì sơn ngồi đợi rất lâu lắm. Giảm sơn lại nó sẽ không bị. Em pha hơi lỏng đúng không? Pha nhiều nước quá thì sơn nó dễ bị chảy nha mấy anh, nó khó lắp.
3-5% nước thôi nha. Đó, màu này là màu xanh đen nha. Em pha hơi loãng rồi, không lấp. Đây mấy anh lưu ý nha, pha 5% nước so với thể tích sơn thôi. Mấy anh pha loãng quá là nó cái màu nó bị loãng ra, nó sẽ khó lấp. Nên lưu ý sơn nước là không phải như sơn xăng thơm đâu. Pha lại đi. Pha lại xíu nữa mấy anh. Rồi bập lại ha. Pha đi trước cũng dễ lắp hơn. Màu này một màu cũng đẹp, cỏ giả đá cũng đẹp. Anh Phú nó ngồi đốt lông nó kìa, hôi rình luôn kìa. Nó ngồi đốt lông tay nó cái gì kìa, cứ quắc luôn đó. Màu đó nè, chậu này láng mấy anh à, chậu này láng thì mình sơn một màu gì nó cũng đẹp hết á. Mấy chậu nào mà nó lỗ không sơn xấu lắm, xíu nó khô đi, xíu nó khô mình dậm sơ sơ lại những chỗ chưa lắp. Hãy pha hơi loãng nó chảy sơn mà nó không lắp. Nên mấy anh này hạn chế pha loãng quá, có nhiều anh tưởng cứ pha nhiều nước vô loãng vô là mình sơn nó lợi, không phải đâu, nó loãng nó chảy sơn mấy anh, sơn hao hơn nữa. Rồi để xíu cho nó khô mình sơn trang trí nền trong nha mấy anh. Màu này màu xanh đen nha mấy anh, màu xanh đen mới ra, xíu nó khô lại nó sẽ tối lại xíu nữa, với lại tùy góc độ quay nữa. Đây ánh sáng nó hơi chiếu vô thì nó hơi xanh hơn, ở ngoài nó đen hơn xíu mấy anh, nó tối hơn xíu. Đó, chậu này chắc sơn một màu thôi đẹp rồi mấy anh. Tại dạo này cũng tương đối láng ha, sơn một màu thôi cũng đẹp rồi, không cần phải màu mè giả đá đâu, cho nó tốn công đâu. Màu này mà anh muốn giả đá đẹp á, anh muốn giả đá xanh đẹp á, anh bắn hạt đen hạt trắng là đẹp lắm á. Màu này là màu hệ ok nha mấy anh, sơn nước chậu kiển hệ ok cao cấp nha mấy anh, 139.000 một ký màu này. Xíu nó khô rồi em sơn trang trí mấy anh coi. Màu xanh đen nó khô nè mấy anh, giờ mình sơn cái lồng trong đó là màu đồng đen nha. Mình sơn bằng màu đồng đen xong mình xíu mình sơn hoa văn nó bằng nhũ vàng 24k. Rồi lấy màu đồng đen đi tí. Cái đó đồng cổ, lấy lon đồng đen đâu bên kia kìa. Số 1 á, cái này số 2 không đúng đâu. Đó nó khô nè mấy anh, màu xám. Này là màu xanh đen nha mấy anh. Màu xanh đen sơn một màu không đẹp nên là em không có tạo giả đá ha. Để khô lại sơn cao cấp ok là nó bóng rồi mấy anh, có độ bóng tương đối nữa không. Nên anh lót kìm kỹ nó bóng lắm. Đối với sơn ok này, nếu mà sơn một màu á, nó bóng sẵn, nó có độ bóng tương đối mấy anh, khỏi phụ keo nước cũng được, vẫn bền bình thường. Rồi xài màu nhũ đồng đen này nha mấy anh, nhũ đồng đen này sắp tới mới ra nha mấy anh. Em cần phải kiểm tra kỹ lưỡng nữa thì mới ra hàng được. Nhũ đồng đen này là nhũ hệ ca mây rồi. Rồi, đó lấy quét vô, lấy cái nắp này quét đủ luôn rồi. Màu này ở ngoài nó đen hơn xíu nè, mà để về mới giống màu nè mấy anh. Đó, màu ở ngoài thực tế nó vậy nè. Còn vô đây nè, đó, ánh sáng nó sai, màu nó đúng nè, để về là đúng màu của nó nè, đó. Nên là mấy anh lưu ý, màu đồng đen của nó là màu vậy nè đó. Còn để lên vậy là ánh sáng nó rọi vô nó sáng lên đó, chứ ngoài nó sẽ tối hơn. Rồi tô vô đi. Quét cọ này thì mình không có cần phải pha nước nha, để vậy quét thôi, quét đều ra tí đều ra cho nó nhanh khô, để xíu mình tô nhũ vàng lên. Thì thường mấy anh ở ngoài vùng ngoài Bắc á, hay thích sơn kiểu này thì ở trong màu đen thì mấy anh xài màu nhũ đồng đen quất lên nè, xong cái xíu nữa mình sẽ sơn nhũ vàng lên. Rồi chừng le mấy em ơi, cứ từ từ mà làm, cứ quệt nó qua bên kia nó sẽ mỏng lại, nó hơi đặc. Đó, quệt đều qua. Rồi lấy nhũ bên này quệt thẳng bên kia, quệt lên cái cây đó luôn cũng được. Quệt nhanh nhanh tay lên xíu. Cái chỗ hoa văn thì cái quệt nhanh nhanh tay lên xíu cho nó tán đều ra. Rồi chuyển ra chỗ khác, chứ còn nguyên cục đó đâu có quệt hết được. Đó, quệt hết lên cây luôn cũng được. Xíu nữa sơn nhũ vàng lên.
màu đồng đen đúng là phải về nha mấy anh, chứ nó không phải sáng sáng đâu, đồng đen mà. Với lại phun thì nó khi mà pha nước vô nó lõn màu ra nó sẽ khác, còn mấy anh quét này nó nguyên chất, cái màu nó sẽ đậm hơn. Còn mấy anh phun nó sơn nước mấy anh pha thì pha nước vô xíu nữa hơi lõn cái màu đi thì nó sẽ ra cái màu nó sáng hơn xíu. Rồi sơ sơ đây xíu nữa mình dậm lại nữa ha, dậm lại luôn cũng được. Thôi để khô đi xíu dậm lại. Để qua đây nè chứ quay qua đó rồi sao anh thấy. Rồi cái chữ này chữ gì trời, chữ này không biết chữ gì luôn nha, bữa nào phải đi hỏi sư phụ nữa mới được. Dạo này thấy sư phụ ít nhắn tin quá, sư phụ thầy thầy sư thầy ngoài Bình Định ấy anh, sư phụ nào hỏi sư phụ nữa chữ này chữ gì. Quên luôn chữ đi, em chừa chi vậy, quên lắp hết luôn, có chừa gì hết á. Mấy anh màu này nhũ đồng đen mà bạn em nó kêu nhũ bạc, không biết mắt nó bị lé tếu nhũ gì hả, nói nhũ này nhũ gì mày giấu danh hài quá nhở. Ta nhũ đồng đen, anh phán nhũ bạc với anh, không biết nhũ bạc hả, nhũ bạc bên kia kìa, cái cọ cứng nó khó quét lắm, lấy cọ nhỏ mềm mềm như dễ quét hơn. Rồi để cho nó khô xíu tô nhũ bạc 24k luôn nha. Ok mấy anh, nhũ đồng đen khô mấy anh, giờ sơn nhũ vàng nha mấy anh. Thì sơn nhũ vàng 24k thì cũng thông báo với mấy anh biết luôn là nhũ vàng 24k lon, cái vỏ lon cũ á, nay nó thay cái bao bì ha. Nay nó thay cái bao bì rồi như vậy. Đó, 24k ghi chữ 24k lớn vậy luôn. Nhũ vàng của hãng Z-Pen đó mấy anh, con voi á, nó chỉ thay cái tem thôi còn tất cả lại là y chang hết à, nó thay cái tem cho nó đổi mới á mà đó. Nhũ vàng à, có lon cũ đâu đây không, mấy cái lon cũ cho anh em coi thử coi, lon cũ bên này là tí nó thay vỏ lon nha mấy anh, thông báo cho mấy anh chứ mất công vài bữa mấy anh đặt cái em gửi lon này mấy anh lại thắc mắc nữa. Đây cái vỏ lon cũ nó như vậy đó, thương hiệu nè, thương hiệu Z-Pen nè đó, nhũ vàng 24k này nó in vậy luôn. Đó, sơn nước nhũ vàng Z nè, đó. Đó, giờ nó thay qua cái vỏ lon này nha mấy anh. Nên từ đây sắp tới mấy anh mua sẽ là cái vỏ lon này. Đó. Rồi ok, giờ sẽ tô nhũ vàng 24k lên cái nhũ đồng đen này mấy anh. Có nhiều anh không có, em có đăng Facebook, em đã có đăng Zalo mấy anh không có đọc, anh đọc mấy anh không hiểu sao á. Có nghĩa là thay bao bì chứ không phải là thay lon nhũ khác đâu. Nó vẫn là nhũ vàng 24k trước giờ thôi. Đó, vẫn là nhũ vàng 24k thôi. Mà nó thay là nó thay cái bao bì mới, nó mới mẻ hơn thôi. Rồi giờ chấm lên đó. Nhũ đồng đen khô đẹp không nha. Màu xanh đen này cũng đẹp nữa. Giờ đang mưa rồi mấy anh. Tô nó cũng hơi khô, hơi lâu khô á. Rồi chấm lên gì hả, em thấy đầu con này giống thằng bữa rảnh kì đó. Nhũ đồng đen này nó chân nó tối dễ lên màu, giờ ánh sáng nó thiếu sáng nên nhiều khi là quay cũng không rõ lắm nha mấy anh. Giờ mới 4 giờ mà nó mưa đen thui luôn rồi. Chữ này á, rồi chấm mạnh quá, chùi đi, chấm mạnh quá, chấm nhẹ tay thôi. Chấm nhẹ tay thôi là nó trên bề mặt, nhẹ nhẹ thôi.
Như cái này chỗ là mấy cây đâu? Cây. Quay qua đây xíu anh quay cho nó dễ tí thôi. Đó, rồi chấm đi. Thì ngược cái bóng đèn kia kìa, tắt bóng đèn kia giùm nhé kìa. Tao cho nó đèn lão vàng sợ đi, nó nghe cái nhỏ nó có tật giật mình. Không quay video. Nhũ vàng thì nó khô lại nó mới sáng lên hẳn nha mấy anh. Với lại mưa quá à. Mưa quá ánh sáng nó tối, nó không có nắng, nó không có thấy độ ánh nhiều. Mưa lớn á. Mưa lớn lắm nha. Ok xong rồi đó mấy anh. Sơn ok, mấy anh thích thì phủ thêm lớp keo bóng nước mỏng nữa cũng được, không thôi nha mấy anh, không quan trọng đâu mấy anh. Bản chất nó cũng bóng sẵn rồi mấy anh thấy không? Anh rồi đó. Rồi ok, hôm nay em sơn cái chậu chữ nhật với góc 55 và luôn chân quỳ bằng màu xanh đen, màu nhũ đồng đen sơn đền trong và màu nhũ vàng 24k. Rồi ok, anh em nào cần mua sơn chậu kiển hay mua khuôn chậu kiển này vui lòng liên hệ em ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của em nha. Thì video nó đang mưa nên nó cũng hơi ồn và cũng gần tối rồi mấy anh, mưa nó tối quá nên là màu sắc nó cũng hơi lệch lệch xíu, mấy anh có gì mấy anh thông cảm.